con giỏi quá Tám Tuốt. Em lái thiệt là điêu luyện. Lần đầu tiên lái phi thuyền của Tám Tuốt thật hết sảy. Hả? Không xong rồi cả nhà. Cái gì? Có vật gì đó đang lao về phía phi thuyền của chúng ta. Yên hả? Tám Tuốt, đánh lái đi con. SOS, đây là thông điệp cuối cùng từ tàu vũ trụ mang số hiệu Kun 01. Mặt trăng đã bị đánh cắp. Chúng tôi cần sức mạnh từ các bạn để giải cứu mặt trăng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Một tuần trước. Mình sẽ đặt tên cho chiếc lồng đèn này là lồng đèn mặt trăng mang năng lượng mặt trời. Ba mình sẽ rất tự hào về mình vì mình đã làm được nó. À, ba về, cho ba xem cái này nè. Nè, con ra chỗ khác chơi cho ba nghỉ ngơi. Ba sẽ rất vui khi thấy nó đó. Lại phá nữa rồi. Suốt ngày phá phách, chỉ làm ra mấy món đồ tào lao. Lo học hành đi, đừng phá nữa. Ta ghét Trung Thu. Ta sẽ không để ai được vui vẻ ngày này. Của con đã xong. Của mama cũng xong. Ba bự xong chưa? Ui, bể mất rồi. Ba bự phải kiểm soát sức mạnh của mình thôi. Papa chỉ động nhẹ thôi. Một cái động nhẹ của papa có thể dịch chuyển một quả núi lần đó. Thôi đừng treo papa nữa. Papa uống cun túi đi. Cun túi rất là ngầu. Uống cho bớt sầu ha. Chớp chớp hôm nay biết làm thơ luôn. Cảm ơn con. Cả nhà ơi, cả nhà. Có một tin vui, đó là việc phát động thu thập mã QR cho ngân hàng Babybit của con đã được hưởng ứng rất nhiều. Ngân hàng Babybit của con đang rất lớn mạnh, sẽ hỗ trợ được nhiều bạn khó khăn hơn. Con gái của Papa giỏi hơn Papa rồi. Tám Tuốt giỏi quá đi. Hả? Nguy hiểm! Mọi người mau tìm chỗ núp đi. Em có sao không? Em không sao. Tám Tuốt ơi, chớp chớp ơi. Chớp chớp, Tám Tuốt. Con ở đây nè. Mất điện rồi, tối quá đi. Hả? Cun, lồng đèn siêu cun, phát huy năng lượng. Hả? Wow. Có chuyện gì vậy Papa, Mama? Papa đoán là động đất. Lạ thật, có bao giờ xảy ra động đất cơ chứ? Để con kiểm tra xem sao. Cun, đồng hồ cun vạn năng, báo cáo tình hình. Theo như thông tin mà đồng hồ thu thập được, trận động đất này diễn ra vì có sự thay đổi từ trường lớn. Nguồn năng lượng siêu lớn này chỉ có thể là... Là gì? Mặt trăng đã rời vị trí. Hả? Không còn thấy mặt trăng nữa. Không thấy mặt trăng đâu hết cả nhà ơi. Vậy là sẽ không có Trung Thu. Không xong rồi. Ngân hàng Babybit của con đặt trụ sở trên đó. Vẫn chưa báo hết mà. Hả? Nói lẹ đi. Nếu như mặt trăng rời khỏi vị trí lâu, trái đất sẽ mất cân bằng. Thiên tai diễn ra triền miên. Và trong khoảng thời gian ngắn, nó có thể phá hủy toàn bộ trái đất. Hả? Tình thế rất nguy cấp. Chúng ta phải bay ra vũ trụ một chuyến thôi. Còn có ý này. Chúng ta sẽ lắp ráp một lồng đèn mặt trăng siêu lớn ngoài không gian để cân bằng lại trái đất trong khi tìm kiếm mặt trăng. Lồng đèn mặt trăng. Tàu vũ trụ Kun 01 đang thực hiện sứ mệnh lắp ráp mặt trăng chuẩn bị khởi hành. Các phi hành gia đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.
Kun Kun Kun, lồng đèn siêu năng lượng hãy phóng to. Bỏ lại mặt trăng rồi. Đây là thông điệp được gửi từ Kun 01. Nhiệm vụ lắp ráp mặt trăng nhân tạo đã hoàn thành. Chúng ta đã làm được rồi. Không xong rồi, mọi người nhìn kìa. Uống sữa Kun siêu ngon, sưu tập bảo bối siêu Kun. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một bảo bình Kun vô cực. Săn được 36 thẻ, nhận ngay một áo giáp Kun siêu phàm và một giấy xếp Kun thiên biến vạn hóa. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một đồng hồ Kun vạn năng